những điều nên tránh khi niệm Phật. Cầu nguyện cho bản thân, cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho quốc thế dân an, cầu nguyện những điều tốt lành xuất hiện trên đất nước Việt Nam, trên thế giới này, là nguyện ước tốt, một ứng dụng của tâm từ bi rất cần thiết. Tuy nhiên, không nên đan xen những lời nguyện ước đó trong lúc quý vị đang niệm Phật. Sau thời khóa niệm Phật kết thúc, nếu quý vị có được 10 phút thì quý vị bắt đầu hồi hướng. Bài hồi hướng thì mỗi pháp môn tu có cái nội dung khác nhau. Các chùa theo Phật giáo Đại Thừa tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên thường đọc câu: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Hoặc là đọc bốn phát nguyện lớn: chúng sinh vô biên thề độ hết, phiền não vô tận thể chấm dứt, pháp môn cao thượng thể hạnh trì, Phật đạo vô thượng thề chứng đắc. Đó là bốn phát nguyện của Bồ Tát. Nó bao hàm hết tất cả các nguyện ước lành gắn kết với tâm từ bi lớn. Hoặc quý vị có thể quan tâm đến người thân đang bị bệnh, đang bị già, đang bị khổ đau, làng xóm, cộng đồng, quốc gia, thế giới, hết các sự bất ổn, hết các khủng bố, hết các hình thức chiến tranh, tranh chấp, hận thù, để sống hạnh phúc và bình an. Quý vị có thể cầu nguyện điều đó xảy ra càng sớm càng tốt, nhưng đừng nên làm đang lúc niệm Phật. Chờ kết thúc niệm Phật xong rồi, quý vị dành ra vài chục giây hoặc là một phút để cầu nguyện, hoặc cầu nguyện bằng lời qua lời phục nguyện, hoặc là cầu nguyện thầm ở trong tâm. Lúc đó quý vị có thể quỳ gối lên, chắp tay trang nghiêm như búp sen, mặt khép, mặt hướng về bàn Phật, hoặc quán tưởng tượng Phật, hình ảnh Phật, hoặc là nhắm mắt lại để chuyên nhất tâm, khỏi bị vọng động, vọng niệm tác động chi phối. Sau khi cầu nguyện xong, quý vị đứng dậy đọc ba nương tựa Phật, Pháp và Tăng. Mỗi một nương tựa thì đảnh lễ một lại, sau đó kết thúc thề khóa. Thời gian trung bình cho việc niệm Phật là 10 phút. Nếu quý vị niệm không đang xen sự cầu nguyện, sự niệm Phật, dầu là danh hiệu Phật A Di Đà, danh hiệu Phật Thích Ca, danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm hay bất kỳ Phật Bồ Tát nào, đều được xem là đang tu tập thiền chỉ, còn được gọi là thiền định. Chỉ trong chữ Hán có nghĩa là vắng lặng, dừng lặng. Trên nền tảng là đặt tâm trên danh hiệu Phật, an trú tâm trên danh hiệu Phật. Bằng cách đó, đang lúc niệm, quý vị không còn không gian để tâm liên tưởng đến các cảnh du lịch, đến con người, sự vật, sự việc, tình huống đã trôi qua hoặc chưa đến, hoặc là thậm chí đang diễn ra xung quanh chúng ta. Bằng cách này đó, người niệm Phật được tâm chuyên nhất. Đó chính là thiền chỉ, tức là thiền vắng lặng. Cũng giống như người giữ trâu bò đặt một cái cọc hoặc bằng gỗ hoặc bằng xi măng xuống lòng đất,
cột cổ trâu vào sợi dây, gắn cái sợi dây đó vào cây cột với đường kính 1 mét, 2 mét, 3 mét. Trâu bò đó sẽ đi trong phạm vi đường kính cho phép đó thôi, tạo ra một cái khoảng cách an toàn, không dẫm đạp vào lúa mạ đồng áng của những nhà xung quanh. Bằng cách này đó, con trâu sẽ được quản trị tốt. Đức Phật dùng hình ảnh quản trị trâu bằng cây cọp và sợi dây, hướng dẫn chúng ta cái cách an trú tâm, đặt tâm vào danh hiệu Phật và duy trì danh hiệu đó, hoặc là niệm nhanh, hoặc là niệm vừa, hoặc là niệm chậm, hoặc là niệm bằng nhạc điệu. Theo dõi hơi thở ra và vào thật là sâu thì quý vị đạt được trạng thái định, tức là an trú chuyên nhất, thần đầu tâm đó. Bằng cách này đó, quý vị sẽ được bình an. Để niệm Phật thầm có kết quả đó, các vị Phật tử lưu ý đó là phối hợp với hơi thở chánh niệm, ngồi trong tư thế bất kỳ như đã hướng dẫn trong phần đầu. Đang lúc niệm thầm trong tâm, quý vị theo dõi làm chủ hơi thở ra và vào. Thở bằng lỗ mũi, hít vào lỗ mũi, thở ra bằng lỗ mũi, để giữ năng lượng nhiệt trong cơ thể và thanh lọc được các cái bụi dơ ở bên ngoài. Đừng thở bằng miệng, ngoại trừ khi leo núi, lúc đang chạy bộ hay làm cái việc gì đó mệt lả người ra thì thở miệng á, cái lượng khí được tống ra nhiều và hít vào mới nhiều. Còn bình thường á, thở bằng mũi. Tập thói quen thở 4 thì: hít vào hơi thật sâu khoảng 6 giây, dừng lại 2 giây để khí được vận động trong toàn thân, thở ra thật sâu 6 giây, tống toàn bộ trượt khí ra bên ngoài, giữ 2 giây để không còn trượt khí nào được giữ ở vùng đan điền. Khi hít vào, liên tưởng phình ở ngực, phình ở bụng, phình ở đan điền theo cái hơi thở đi vào. Khi thở ra, liên tưởng xẹp đan điền, xẹp vùng bụng, xẹp vùng ngực để tống khứ khí ra bên ngoài. Tập trung theo dõi hơi thở và chuyên niệm Phật nhất tâm bất loạn, quý vị sẽ buông thư cảm xúc, buông thư tâm ý, buông thư thân thể rất là thoải mái, mang lại giá trị trị liệu sức khỏe trên thân, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm. Máu được làm mới, neuron thần kinh được kích thích, quá trình trao đổi chất trong cơ thể được diễn ra tốt và hệ miễn nhiễm được nâng cao, giúp cho quý vị tăng trưởng được sức khỏe. Cho nên đó, đang lúc niệm Phật đó, buông bỏ hết tất cả mọi việc, mọi thứ trên đời, chuyện nợ nần, chuyện việc làm, chuyện đã qua, chuyện qua, chuyện chưa đến, chuyện hiện tại, bao gồm tất cả các trách nhiệm, chúng ta tạm đó là gác qua hết một bên. Tâm chỉ nhớ đến danh hiệu Phật trong không gian bây giờ và thời gian tại đây. Như vậy, về bản chất, niệm Phật dầu là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, là đang tu tập thiền chỉ hoặc là tu tập thiền định. Phật giáo Nguyên Thủy phát triển tại các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, dạy 40 đề mục thiền chỉ, tức là mỗi một đề mục thiền đó giúp cho người tu thiền an trụ tâm, thành đầu tâm đó
để có được chánh niệm tỉnh thức, có được giá trị trị liệu thân và tâm. Bổ sung thêm danh hiệu Phật vào trong 40 đề mục này là chuyện thích hợp. Thực tế đó, trong 40 đề mục đã có đề mục niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm Công Đức và niệm Tái Sinh Chư Thiên rồi. Do đó không cần phải chủ trương thiền tịnh song tu. Niệm Phật như thầy vừa giới thiệu đang là thực tập thiền chỉ hay gọi là thiền định. Vì tập thiền dưới hình thức á, là nương tựa và một đề mục thiền, đây là danh hiệu Phật. Quý vị đang đạt được định, tâm được bình an, thư lắng, bản lĩnh sâu sắc. Do đó trong việc niệm Phật đã đạt được thiền định rồi, hãy nhớ điều đó để chưa nhất tu tập niệm Phật đạt được trình độ nhất tâm bất loạn.